Bin. Sao? Forever đón đấy. Chỉ có thằng Lào. Vậy thì đành thôi. Đây này. Vậy thì đành thôi forever 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 long 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 long. Vậy để đàn lão xuống thẳng vào cái cột. Và đây là một trong những diễn viên quân chúng của chúng ta, mê Ken với Đạt. Wow. À, em cũng bạc đi dễ thở bên đầu. Sexy lady. Yeah. Và anh này đang đi rửa mặt. Không nước. Mê, nói gì mê? Nói gì không? Hiện tại chúng tôi đang ngồi tại công viên Hàn Thuyên. Và sau đây chúng ta xin sẽ phỏng vấn anh Bin, diễn viên trong một clip Khi ép mơ. Anh Bin có thể cho biết sau thân công của clip Khi ép mơ thì chúng ta có thực hiện thêm một số clip nào không ạ? Sau thân công của clip đầu tiên của Hội Chém Gió Miền Trung thì nhận được rất là nhiều sự đồng tình. Nhận được rất nhiều sự đồng tình của các bạn trên Face. Nên lần này thì chúng tôi đã quyết định thực hiện thêm một clip mới và sẽ có sự tham gia của những diễn viên mới. Và chúng tôi hứa sẽ có một clip hay hơn và thú vị hơn cho các bạn hơn nữa. Xin cảm ơn anh ạ. Đoàn phim hậu trường. Không, lời nói là gì nè? Lời nói là chỉ cái đoàn mà giống như không nói gì. Anh nói đi nè. Lời nói là chỉ có cái đoàn phải có đoàn nhấn, em biết không? Giống như đến nhá. Chẳng nhẽ em vô đó. Gieo ý kiến. Cập vô. Ê, anh em vô lại đi. Chúng ta là ảnh chỉ điểm một cái đi. Hậu trường này. Mấy cái này là kinh chỉnh nó xong rồi chứ. This be stubborn. Cảnh cũng ngay hôm nay là xong rồi. Chị á? Chị chị á? Chị chị á? Ô pin. Ô pin à? Tên chị á? Và đây là một diễn viên chưa lộ diện của chúng ta sẽ xuất hiện vào tập 2. Sáng nhờ rồi.